Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình chụp con bóng này cái đã. Ui da 50 sao. Đó. Thì hôm nay mình thấy cái game này mình chơi thấy cái game này nó cũng hay, mình chơi mấy ngày nay rồi. Giờ mình sẽ làm video để mình coi khó khăn như thế nào nha. Ui da, trồng mới bắp đi. Hết luôn đi. Trồng cây thu hoạch. Chơi mấy ngày nha các bạn, mình sẽ đua cùng các bạn nha, mình sẽ đua cùng các bạn coi như coi các bạn chơi tới đâu rồi ai sẽ chơi, ai sẽ là người chơi hay hơn nha. Đấy. Sao mình không có cái gì hết vậy, buồn buồn sản xuất bánh mì bán chơi vậy hả? Ủa vậy không có gì hết. Có sữa hả? Sữa thì mình sản xuất sữa thôi. Nay mình mới bắt đầu chơi nha các bạn. Có gì các bạn chỉ cho mình nha. Thì có gì cái nào hay thì các bạn góp ý chỉ cho mình sẽ chơi cho nó hay hơn. Mình thấy cái game này nó cũng lâu rồi, khá là lâu rồi, cách nay cũng 5-7 năm gì rồi. Mà người chơi thì nói chung thì xem những trang trại của người khác đó thì rất là hay. Đó, nên là mình review lại để mình chơi cùng với các bạn. Lụm được một hộp đỉnh nè. Sản xuất gì đây? Kho mình đó hả? Kho của mình hả? Chà, trứng nhiều quá. Mình không có trứng mà mỗi lần sản xuất trứng nhiều quá. Thôi, mình đi bán một ít đồ để mình kiếm tiền coi. Ôi cha, không ai mua cái gì, không ai mua đồ của mình nhỉ. Quảng cáo coi có ai mua gì không. Bán cái này đi. Mình bán hết đi. Bán kiếm tiền. Mình sẽ kiếm tiền. Mình sẽ bán hết đồ, mình sẽ kiếm tiền nha. Mình vô đây mình coi chủ trang trại có bán cái gì nè. Đó, nó thuốc nổ hả, thuốc nổ hả, đậu hả, mua hết luôn. Mình đi kiếm cái thùng nữa các bạn. Có cái thùng đó, nó coi nó ưa có tặng đồ á. Nhà to thế à. Xem nhà hàng xóm to thế à. Nói chung là giàu có thật. Mình sẽ thu hoạch mấy cái này coi, còn kho còn chỗ không. Nhận đi kim cương. Ui cha, mình trồng được mấy cái cây này à. Không ai mua đồ của mình chứ chị. Bán hết đồ luôn đi. Mình bán mình kiếm mình bán đồ trước mắt thì mình mới chơi thì mình bán đồ thôi. Bán đồ mình kiếm tiền thôi. Quay số đi, quay số đi.
Đó, trúng một trái táo. Được chưa? Cấp 20 mấy. Ồ. Đó là mình đã có rồi ta. Mình mua được mấy bình thuốc nổ hả? Nổ cho phát. Thì có cái cưa nào hả? Nổ cho nó phát. Nổ mấy con gà nó quảng hồn các bạn. Bài lung tung. Rồi mình sẽ có đồ mình vô mình sản xuất coi. Sản xuất bánh của cha hết lúa rồi, cha hết lúa rồi, quê nhà hết lúa rồi. Cái lúa mình có thể đi mua lúa nha các bạn. Mình có thể vô đây mình đi kiếm lúa mình mua đấy, lúa đấy thấy chưa, rất chi là rẻ. Kho kho đầy rồi. Kho đầy rồi các bạn. Cái gì thấy sáng này nó lụm được con ốc rồi. Rất chi là sáng. Ui giời, ăn hộp nữa hả? Bốn cuồng măng keo. Mình cần những cái sản phẩm này mình lên kho nè các bạn. Mình kiểm tra cái kho mình coi chứa bao nhiêu vật phẩm. 125 rồi, mình hiện tại mình có 84 cái vật phẩm rồi. Mình có thể mình đi mua đồ. Ai bán cái đồ nào đó, mình mua đồ trước là mình chủ yếu là đồ lên cấp kho thôi, những thứ khác thì mình không còn mua đâu. Ai bán gì hết ạ? Ok. Ok. 30 mình mới mua được những cái thứ đó các bạn ơi. Wow. Ủa sao có mấy người vậy? Mình chỉ có mấy người thôi. Mình có mấy người bạn nè. Không thấy ai bán cái gì để mình mua được hết. Thôi, mình đi kiếm cái hộp quà mình lụm thôi. Cũng chả có luôn.
Rồi, hết việc làm rồi. Mình kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại những video sau nha các bạn. Bye bye.